Số 1. Cô gái bí ẩn. Hai người đàn ông đã đi vào một tòa nhà bỏ hoang để chứng thực một lời đồn. Theo như thông tin mà họ tìm hiểu được, dạo gần đây có rất nhiều người cáo buộc rằng bên trong tòa nhà này có ma. Bằng chứng là nhiều đêm, khi họ đi ngang qua đây, họ đã nghe một số âm thanh rất bí ẩn, giống như tiếng khóc than của ai đó. Họ còn cho biết rằng mình đã nhìn thấy một hình dáng rất bí ẩn trong bộ đồ màu trắng, thoát ẩn thoát hiện ở bên trong tòa nhà này. Họ nghĩ rằng đó có thể là một hồn ma nào đó. Ngày hôm nay, sau khi nghe được những tin đồn trên, hai người đàn ông này đã quyết định đi vào tòa nhà bỏ hoang kia để kiểm tra sự thật bên trong. Sau một lúc kiểm tra nơi này, họ đã thật sự sốc khi thấy cảnh tượng sau. Và đây là đoạn video mà họ đã quay lại được. Mời các bạn cùng theo dõi. Ну как никого нет? Мы же видели сейчас ее два раза. Я не уверен, что это человек. И не мы только ее видели. Из-за вас он со мной не разговаривает. Ты кто? Уходите! Кто он? Уйдите! Уходите! 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 Сань, пошли! Сань, пойдем, пойдем, пойдем. Уходите! Уходите! Bạn có thể thấy, khi họ đang kiểm tra nơi này, thì bất ngờ bên trong một căn phòng đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng đang đứng ở đó. Lúc đầu cô ta trở nên bất động, nhưng sau đó một lúc, cô ta quay đầu từ từ về phía người đàn ông này và bắt đầu chửi rủa, giống như cô ta đã tức giận khi thấy họ ở đây. Cô ta đã nhặt đồ và ném về phía họ. Lúc này họ cũng đã nghe theo cô ta và nhanh chóng đi ra khỏi đó. Họ nghĩ rằng cô ta đã bị một thứ gì đó điều khiển, cho nên mới có những biểu hiện lạ đến như vậy. Thật bí ẩn. Theo bạn, cô gái trong đoạn video trên đã bị gì? Cô ta có phải đang bị một thế lực nào đó điều khiển hay không? Hay cô ta là một người có tâm lý bất ổn? Bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Уходите! 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 Сань, пошли! Сань, пойдем, пойдем, пойдем. Уходите! Số 2. Tiếng hét bên trong rừng. Một đoạn video bí ẩn được một người đàn ông quay lại bên trong một khu rừng. Theo như những gì anh ta kể lại, tối hôm đó, khi anh ta mới tan làm và trở về nhà, khi anh ta đi ngang qua khu rừng ở gần nhà, thì ngay lúc này anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng hét của một cô gái vọng ra bên trong khu rừng. Anh ta đã lấy hết can đảm để vào đó để kiểm tra xem có ai cần giúp đỡ gì không. Và khi anh ta đi đến nơi phát ra tiếng hét kia, anh ta đã thực sự sốc khi nhìn thấy cảnh tượng sau. Và đây là đoạn video mà anh ta đã quay lại được. Mời các bạn cùng theo dõi. これです。おい。これ。おい。もしかして死んでんじゃないですか。息してるよ。おい。どうする。え。
なんか塊、なんか骨みたいじゃないですか。じゃねえなお前。じゃあとりあえずはい、救急車呼ぶからさ。はい、テンパレン、すみません。お前、お前ね、あちょとりあえずあの離れたところへ電話して救急車呼ぶから。あ、わかりました。お前来いで。はい、はい。Bạn có thể thấy, khi anh ta vào đến nơi, anh ta đã nhìn thấy có một cô gái đang nằm ở dưới đất, dường như cô ta đã bị ngất xỉu. Lúc này anh ta cảm thấy rất hoảng loạn, anh ta đã chạy về nhà và gọi đến một người bạn để giúp đưa cô gái kia ra ngoài. Khi họ quay lại chỗ cô gái ban nãy, người bạn kia đã gọi cô ta, nhưng họ không thấy bất kỳ phản ứng nào. Lúc này họ đã nhìn thấy sát chỗ cô gái kia có một chiếc lọ. Họ đã nhặt lên xem đó là thứ gì. Nhưng khi họ đổ ra thì đó giống như một hũ tro cốt của người chết. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong khi người bạn kia đi ra ngoài để gọi xe đến, vì bên trong rừng không có sóng, thì cũng ngay lúc đó, người đàn ông này đã nhìn thấy một hình dáng bí ẩn đã xuất hiện ở phía xa. Anh ta đã giật mình khi thấy hình dáng đó. Anh ta đã kiểm tra xung quanh lại một lần nữa. Thì ngay lúc này, hình dáng kia đã xuất hiện trước mắt anh ta và biến mất rất nhanh sau đó. Lúc này anh ta đã cảm thấy rất hoảng sợ với những gì đã diễn ra trước mắt. Anh ta nghĩ rằng mình đã đối mặt với một hồn ma thật sự. Theo bạn, tại sao cô gái kia lại bị ngất xỉu bên trong khu rừng đó? Và hình dáng bí ẩn kia có liên quan gì đến cô gái kia hay không? Mong bạn hãy cho tôi biết suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.